Đây, đẹp trai Maso 03 đến từ Bắc Giang, ok. Thì hôm nay LTN lại quyết định làm mỗi clip gọi là cực kỳ là kinh dị luôn nha. Đấy thì anh em thấy trên tay LTN đang cầm khẩu gì không? Đó chính là khẩu AK giống xanh Never 7 nha. Thì từ rất lâu rồi LTN chưa cầm mấy khẩu này vào leo danh. Thì hôm nay LTN sẽ quyết định là kiểu như là chơi lớn luôn anh em ạ. Cầm luôn cái khẩu này vào kiểu như solo squad luôn. Và hướng dẫn anh em ra đạn là vào đầu, auto top 1 nha. Thì hiện tại bây giờ đang là 2 giờ sáng nha anh em ơi. Có rất là nhiều cao thủ Blue Laser đang leo danh em ạ. Thì hôm nay LTN sẽ quyết định là kiểu như càn quét hết nha. Ra đạn vào đầu luôn, giết tầm khoảng độ 30 kill cho anh em xem luôn. Đấy thì anh em thấy clip này mà hay thì anh em nhớ bấm like cho LTN nha. Đừng quên là kiểu như đăng ký kênh để LTN sớm đạt được 1 triệu làm sắp trước Tết nha. À mà quên mất, clip này mà được tầm khoảng độ 100k like thì clip sau LTN sẽ tặng quà cho tất cả 100k bạn đã bấm like nha. Chỉ trong 24 giờ thôi nha. Thì anh em nhớ bấm like và chia sẻ cho bạn bè bấm like để được nhận quà nha anh em ơi. Ok nha, thì không linh tinh liên thuyên á thì bây giờ LTN sẽ vô trận luôn nha. À mà quên mất, chưa nhắc cho anh em biết là những bạn nào không đăng ký kênh ấy thì những cái bạn đấy sẽ không bao giờ được nhận quà từ LTN nha. À, những bạn xem chùa thì LTN sẽ không ưu tiên nha anh em ơi. Ok nha, thì bây giờ LTN sẽ tắt ghép ngẫu nhiên và kiểu như đi cân 4 danh cho anh em xem nhá. Ra đạn là vào đầu luôn này, anh em nhớ bấm like và xem đến cuối clip nha. Ok yo. Thì ok tất cả anh em nha, LTN đã vô thành công trận đấu danh rồi nha. Thì vừa xong có một cái điều rất là kỳ lạ thôi nha, mình chưa gặp bao giờ luôn. Mình định quay lại cho anh em xem ấy nhưng mà không quay được anh em ạ. Mình cứ bật quay nên là nó bị tự tắt thôi anh em ạ. Mình nghĩ là kiểu như ở trên đấy nó không cho quay luôn ý. Đấy thì bây giờ mình sẽ kể lại cho anh em nghe luôn nha. Thì mình nói thật với mọi người ấy, đây là lần đầu tiên mình gặp từ khi mình chơi FIFA thôi nhở. Mình chơi được 3 năm rồi, đây là lần đầu tiên mình gặp cái trường hợp như này nhá ạ. Đấy thì bình thường là mọi người nhảy dù thì mọi người sẽ kiểu như ở trên máy bay chắc đúng không? Nhưng mà ở cái trận đấu này thì mình sẽ được ở trong cái UFO nhá ạ. Đấy mình ở trong UFO thôi anh em ơi. UFO của mấy người ngoài hành tinh ấy, nhưng mà mình không bật được máy quay nhá ạ. Mình chả hiểu tại sao luôn, kinh vãi trưởng à. Đấy xong bắt đầu nhảy dù xuống bằng cái máy bay luôn nhá ạ. Nhảy dù bằng cái máy bay chứ không phải nhảy bằng dù anh em ơi. Bằng cái trực thăng anh em ơi. Vãi trưởng rồi đấy. Ui, kia. Đúng rồi, cái kia anh em ơi. Thấy chưa? Đấy lúc này mình ở trên UFO nó thả mình một cái này xong bắt đầu mình sẽ bay một phát xuống đất thôi anh em ạ. Không cần kiểu như khoảng thời gian rơi từ trên trời thôi anh em ơi. Vãi trưởng đấy anh em thấy chưa? Cái này nó phi xuống cực nhanh luôn. Hình như cái thanh niên này kiểu như AFK nên là nó đứng nguyên ở đây rồi anh em ạ. Đấy nó sẽ đứng ở đấy mãi mãi nào, mình nghĩ là như vậy anh em ạ. Thì bây giờ LTN sẽ kiểu như vô nhà lút đồ luôn nhá. Thì mình mong là trận này nó sẽ chỉ qua mấy cái đấy kỳ nạ chứ không gặp cái khác kỳ nạ anh em ạ. Ui, không nút được cái giáp ba luôn này anh em. Ủa nút được mỗi xu anh em ạ. Hay này kiểu như trong trận này nó chỉ cho nút xu anh em nhỉ? Ủa không nút được này. Đấy nút được mỗi xu anh em thấy không? Mà cái giáp ba nó không nút được luôn, mình ấn gọi gãy tay luôn. Cái quả mìn cũng không nút được luôn này anh em. Ủa? Game bị sao này anh em? Ủa vãi trưởng thật đấy. Chơi đêm mà kiểu như neo danh mà gặp tình trạng này anh em ạ. Giờ chỉ quan tâm khoảng độ 7 người thôi anh em ơi. Ủa không là nút được súng, anh em thấy tiếng kêu tít tít chưa? Anh em nghe tiếng không? Mình nghe tiếng người anh em ạ. Vãi kinh quá, 2 giờ sáng anh em ạ. Map thì tối luôn, bản đồ chỉ chia cắt ra còn một nửa anh em ạ. Mic thì mình ấn mãi không mở được luôn, mà mình rõ là mình đi solo squad luôn nhá anh em ơi. Bình thường là solo squad là không có mic luôn anh em ạ. Mà trận này nó có hiện lên cả mic kìa anh em ấy. Em thấy chưa? Cái kia nó vẫn đứng sừng sững ở kia kìa. Mình không có ghép nhanh anh em ơi. Vãi trưởng đấy. Kinh quá anh em ơi. Đù. Ôi trời ơi, bây giờ mình mong là kiểu như ôi. Ôi. Ta đâu rồi? Ủa? Anh em có thấy nó biến mất rồi không? Ôi. Ui, kinh quá anh em ơi, biến mất luôn rồi kìa. Ui thế này ai dám chơi game nữa anh em? Ui mình mong là bây giờ mình sẽ vào được cái nhà mình nút được anh em ạ. Chứ mình sợ lắm rồi. Mong là nút đồ anh em ơi. Ui ôi. Ghê vãi anh em ơi. Nút được máu anh em. Nút được rồi. Nút được đồ anh em. Ui cuối cùng là cái đấy biến mất này. Kiểu như mình nút được đồ anh em ạ. Vãi trường rồi đấy. Ui chơi đêm anh em gặp tình trạng này bao giờ chưa? Anh em nào mà chưa gặp ấy thì anh em comment hướng cho mình biết là chưa gặp nhá. Còn anh em nào mà gặp rồi thì anh em bấm cho LTN một nút like nhá. Ok nhá, thì bây giờ mình sẽ đu xuống tung tung. Ui con gì ghê anh em. Ui ơi. Con quái vật gì kia? Ủa hình như là con quái vật từ trên UFO nó thả xuống anh em ạ. Đấy thì bây giờ LTN sẽ bắn chết nó luôn anh em ơi. Mày xuống đây mày sai lầm rồi anh em ạ. Ô sao bắn hoài nó không chết nhỉ anh em? Ủa là sao? Cái gì vậy? Sao bắn nó không chết nhỉ anh em? Ủa kinh vậy anh em. Mình bắt đầu cảm thấy sởn hết da gà rồi anh em ơi. Nổi hết súng nước rồi. Nó dùng hành động nhỉ anh em? Ủa. Ủa sao nó dùng hành động cái là một số cái bạn kia lại chạy xuống nhỉ? Mà toàn bạn nữ anh em ơi. Toàn mấy nhân vật nữ trong game FIFA nó cho còn sống anh em. Còn mấy nhân vật nam nó cho chết hết rồi. Hình như nó còn bỏ sót mình nha ạ. Uầy, mong là nó không nhìn thấy mình nha ạ. Uầy, vãi trưởng thật đấy. Mấy thanh niên nhân vật nam ở trong này chết hết rồi nha ạ. Chỉ còn mấy bạn nữ thôi nha ơi. Con này hình như là nó rất là kiểu như mê gái nha ạ. Lần đầu tiên mình chơi game mà lúc 2 giờ sáng mình gặp con quái vật đầu loa thôi nha ạ. Vãi trưởng ơi, nó nhảy xuống kìa nhá. Ủa, nó đâu rồi? Ủa mình vừa nhìn thấy cái gì sau mình nha ơi. Ui đâu rồi? Ui đây nào. Ui nó đã đây rồi. Chạy cho anh em ơi, hình như nó phát hiện ra mình rồi anh em ạ. Vãi, nó phát hiện ra mình là nhân vật nào anh em ơi. Nó chuẩn bị giết mình rồi anh em ơi. Ui nó đã đây rồi. Ui nó chặn đường mình trước này. Ui kinh quá anh em ơi. Ui mình bắt đầu cảm thấy khó thở anh ạ. Ui chạy luôn. Ui mong là nó không đuổi theo mình anh em ơi. Anh em thấy mình nói cảm giác nó hơi giật giật đâu. Ui cái gì đây. Ui đã đây rồi anh em ơi.
chạy luôn. Uầy, mình khá sợ rồi anh em ạ, mình không dám nói to nữa anh em ơi. Đấy thì anh em biết con quái vật đầu loa là không? Đấy thì anh em biết thì anh em comment xuống nha. Thì anh em mà chưa biết thì mình sẽ có thể kể qua câu chuyện của nó nha. Thì nó là một con quái vật kiểu như cao từ khoảng 20 feet anh em ạ. Nó rất là kiểu như mê gái và nó rất là ghét con trai anh em ạ. Nó cứ gặp con trai là kiểu như nó xử tử luôn anh em thấy chưa? Trong mắt này không còn ai luôn anh em ơi. Thế bây giờ mình sẽ lên nhà luôn nha để mình trốn anh em ơi. Ui hình như là kiểu như mình nghe tiếng chân anh em ơi. Ủa trên này hình như có người anh em ạ. Ủa hay là nó đã lên rồi anh em ơi. Nó làm gì thế này đây anh em ơi? Ủa là sao? Ủa cái gì vậy? Nghe tiếng chân. Ui ơi, nó đang chĩa xuống vào đầu kìa anh em. Ui, ui cái gì đây? Cái gì đấy? Ui, nó không thèm bắn anh em, nó chĩa xuống mà chết anh em. Anh em thấy chưa? Vãi trưởng ở đây con quái vật này nó mạnh vãi anh em ạ. Đây nó giết người mà kiểu như nó không để lộ dấu vết nữa anh em ơi, anh em thấy chưa? Nó lấy mạng rất là nhanh luôn kìa, nó ngắm một phát là kiểu như chết luôn kìa anh em. Kinh vãi. Ui, mong là nó không thấy mình nhá. Ui may quá anh em ạ. Ui ôi, ui, ui, cái gì đấy? Thôi xong mình rồi anh em ạ. Vãi trưởng ở đây. Ui, ra ngoài này đứng luôn cùng với nó anh em. Người ấy có phải là thằng lửa tuyết lửa hỏa lắm mét pha lửa hỏa trên TikTok không? Tao bảo là quái vật đầu lửa hỏa lửa hỏa. Sao ông lại biết tôi? Có phải ông là kiểu như quái vật ở người ngoài hành tinh nó mang ông xuống đúng không? Đúng rồi, tao bảo là một con quái vật ở ngoài hành tinh. Tao bảo xuống đây có nhiệm vụ là mang Ngọc Diễm của người lên đó. Ngọc Diễm là người yêu tôi mà sao ông lại bắt Ngọc Diễm mà tôi đi? Thôi ông tha cho bọn tôi đi, ông kiếm cặp khác đi ông ơi. Không được, nhiệm vụ của tao là phải xuống bắt Ngọc Diễm đến đó. Người đừng có bắt nói gì đâu, đừng để tao làm mà người đến đó cùng nhau. Thôi bây giờ có cách nào khác không? Bây giờ tôi muốn kiểu như chuộc lại Ngọc Diễm. Bây giờ cần cái gì ông ơi? Được rồi, nếu mà người muốn chuộc lại Ngọc Diễm thì rất đơn giản thôi. Cái clip like của người phải được 50k like để tao được nổi tiếng trên toàn cầu. Rồi ta sẽ đi bắt những người khác để thế mạng cho những người ấy. Người có đồng ý không? Còn nữa không được thì trong đêm nay ta sẽ xuống mang Ngọc Diễm của người ra ngoài hành tinh. 50k like đối với tôi rất là khó ông ạ. Ông có thể giảm xuống tầm khoảng độ 30k like không? Bởi vì fan của tôi toàn xem bằng TV. Fan của tôi rất là nhỏ tuổi. Ông có thể thông cảm cho bọn tôi được không? Ông đi bắt những người khác đi. À không cần biết. Cứ lắm với cái like mà làm. Còn nếu người làm được ấy thì ta cũng sẽ tặng người một cái like của những người ngoài hành tinh. Rất là nhiều đồ lạ luôn. Đấy thì chỉ giá 3 tỷ đồng đó người có biết không? Người có đồng ý không? Vãi cái của ông tận 3 tỷ nát. Uầy, vãi trưởng thật đấy. Tôi đồng ý luôn. 50k la đúng không? Được rồi. Anh em nhớ bấm like cho LTN nhá. 50k la anh em ơi. Được cái ạc kiểu như toàn những cái đồ kiểu như chưa ra mắt ở ngoài hành tinh thôi anh em ạ. Anh em bấm like cho LTN. Đủ 50k la LTN sẽ kiểu như tặng luôn cho anh em cái ạc đấy nhá. Anh em nhớ kiểu như kêu gọi bạn bè và bấm like cho LTN nhá. Tăng cái kênh nữa nhá. Ồ ok, người đồng ý được đúng không? Bây giờ tao có việc bận rồi. Tao phải đi bao rồi. Bao anh với nhá. Ok anh em nha, thì anh em nhớ giúp LTN được 50k like nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh luôn đi. Thì bây giờ LTN sẽ kiểu như vô shop để tặng quà cho những bạn đã đăng ký kênh nha. Thì anh em chỉ cần trả lời đúng câu hỏi thôi thì anh em có cơ hội nhận quà cực kỳ lớn nha. Thì có rất là nhiều bạn nhận quà được rồi nha anh em ơi. Comment bên dưới nha. Ok, vô thôi này. Clip của LTN đến đây kết thúc rồi nha. Anh em nhớ vô để vẫn may anh em không quà nha. Bye bye anh em.